cựu tổng thống Sri Lanka bị điều tra tham nhũng, tin từ Colombo, Sri Lanka. Cựu tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa được triệu mời trình diện trước ủy ban điều tra tham nhũng của Colombo sau những lời tố cáo những đút lót tham nhũng, theo thông báo của Quốc hội Sri Lanka vào ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc này với cựu tổng thống khiến cho phe cánh của ông ở Quốc hội rất tức giận cựu tổng thống cùng với người em trai là Gautab Haya được mời trình diện trước ủy ban vào ngày hai ngày thứ năm và thứ sáu tới đây theo fp khi trả lời hãng tin pháp ủy ban điều tra cho là không bình luận về trường hợp cá nhân nhưng những người ủng hộ cựu tổng thống đã yêu cầu chủ tịch quốc hội không ai khác là người anh của ông Mahinda Rajapaksa can thiệp và đình chỉ cuộc điều tra da Silva là lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng của cựu tổng thống giải thích là việc thẩm vấn ông Mahinda Rajapaksa về việc làm của ông lúc lãnh đạo hành pháp là điều các nghị sĩ không thể chấp nhận. Da Silva đã thúc giục Chủ tịch Quốc hội gây sức ép buộc ủy ban hủy bỏ điều tra. Cũng theo AFP, hàng chục nghị sĩ phe đối lập, trong đó có con trai của ông Mahinda Rajapaksa, đã tổ chức phong trào phản đối điều tra ngay tại Quốc hội và đe dọa cản trở cải tổ của chính phủ mới. Từ khi được bầu lên và nhậm chức vào tháng Giêng năm 2015, tân tổng thống Cyril Sena đã cho mở điều tra trong giới thân cận cựu tổng thống về tham nhũng. Nhưng đây là lần đầu tiên mà chính cựu tổng thống bị thẩm vấn trong cuộc vận động tranh cử. Ông Sener từng đề cập đến việc giải tán quốc hội vào ngày 23 tháng 4 và tổ chức bầu lại quốc hội mới với hy vọng là tăng cường lực lượng ở quốc hội vì hiện nay ông không chiếm đa số. Từng tổng thống khẳng định rằng là sẽ tiến hành nhiều cải tổ, thay đổi chính sách, xét lại một số chủ trương của tổng thống tiền nhiệm rất thân với Trung Quốc. Gặp sự chống đối, ông Quốc hội do vụ điều tra này, kế hoạch cải tổ của tổng thống Cyril Sanda khó có thể thực hiện được. Kể cả việc bầu lại quốc hội mới cũng sẽ bị ảnh hưởng.